chỉ tiếc mỗi cái là mình phải bỏ bạn ấy trong MV thôi, chứ không nhá, mình với bạn ý mà đóng cái hai cái vai diễn mà kiểu kiểu gọi là kiểu hòa quyện vào nhau ấy, đấy yêu nhau ấy, là khéo có khi là nó kéo dài đến tận ngoài đời luôn, không đùa. Hòa quyện vào nhau ấy, đấy yêu nhau ấy, là khéo có khi là nó kéo dài đến tận ngoài đời luôn, không đùa. Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Ui, nhưng mà công nhận cái MV này trôi qua điêu vậy nhở? Trông kiểu Hàn Quốc vậy. Chị Huyền đã điên à? Bạn nữ chính này đóng với mình kiểu ăn ý lắm các bạn ạ. Cả hai đều uống rượu vang. Trong phòng thu anh bật beat và rap càng ngày. Chai rượu vang chỉ cần tu một hơi là say. Trong lòng vu vơ chỉ nghĩ về em và mây. Mà em và mây, mây là ai? Ôi giời ơi. Xong rồi nhá. Nhà này hết mất nóc rồi nhá. Không, người yêu anh Quang tên là Huyền mà, có phải mây đâu. Chai rượu vang thì chỉ cần xem mình em là say. Yeah. Trong sở tu anh vẫn viết bằng đôi bàn tay này. Không tình yêu thì bài nhạc của anh sẽ chán ngay. Không hợp gu của em thì anh phải xem lại. Nếu cứ khó như thế thì làm sao anh tán đây. Em lại không quên áp hình Instagram. Bên cạnh em thêm ly trà xanh nhạt đam. Viết cái cáp ngắn gọn không lan man. Em nói em rất hiền, em không tham lam. Tim tăng lên 5,000 sau 2 giờ. Follow em chắc toàn những gã trai tơ. Thế sao em đến cùng nhưng đâu ai ngờ. Em lại không hứng thú với những gã trai mơ. Trên tay em đeo toàn hột xoàn. Đưa em đi ăn phải nhà hàng. Khuyên tay em đeo toàn là vàng. 24K. Son trên môi em phải là hàng real. Anh thì lại không có những thứ đó. Chỉ có bộ máy tính và một chú chó. Kèm theo một đống demo anh vứt xó. Và hàng ngày vẫn phải dọn. Trong phòng thu anh bật beat và rap cả ngày. Chai rượu vang chỉ cần tu một hơi là say. Trong lòng vua vơ chỉ nghĩ về em và mây. Chai rượu vang vì chỉ cần xem hình em là say. Yeah. Trong sở tu anh vẫn viết bằng đôi bàn tay này. Không tình yêu thì bài nhạc của anh sẽ chán ngay. Không hợp gu của em thì anh cần xem lại. Nếu cứ khó như thế thì làm sao anh tán đây. Ui, mình thích đoạn này vãi đái luôn ấy. Cô mẹ tề trông tều đéo chịu được. Các bạn nhìn cái ống quần này, mẹ trông rộng ấy. Cái ống quần này mà nó kiểu bó bó đi một tí ấy, thì nhìn cảnh này nó sẽ mẹ ngầu vãi đái luôn. Nhưng mà quả ống quần này hình như là ống quần thụng, cho nên nhìn nó hơi tều một chút, trông hơi buồn cười. Nhưng mà riêng cảnh của anh Độ thì thôi. What? Thịt kho mẹ tề. Sợt mẹ đã làm luôn ấy. Đẹp đéo chịu được. Đặt một chỗ nhà hàng sang trọng tại trung tâm quận nhất. Ngồi vào chỗ và rồi mơ mộng về một tình yêu đậm chất. Cuộc gặp gỡ lần đầu quan trọng mình phải trông thật chất. Nhưng bộ quần áo mà mình đang mặc nàng bảo không thuận mắt. Trên... Câu mẹ thề cay chịu được. Các bạn biết thực ra đây là cái cảnh mà bọn mình quay ở cái nhà hàng Hà Nội. Tại vì cái cảnh quay ở cái nhà hàng khi mà bọn mình ở Hạ Long ấy, đấy thì mất rồi. Tại vì cái nhà hàng ở Hạ Long được thề background có thứ đẹp lắm thật. Xong rồi cuối cùng hôm đấy lại phải ra cái chỗ ở gần ở chỗ Hà Nội, xong rồi quay lại ấy. Lúc đấy là mình nhớ nhá, cái cảnh này ấy là ở Hạ Long nhá. Mẹ cứ quay hỏng là phải uống rượu này, phải nhấp nhấp này này. Đấy, say vãi ra. Thế đấy là lúc đấy là mình còn được ăn tối này, xong rồi các thứ rồi cho nó còn đỡ. Chứ cái hôm buổi sáng mà khi mà bọn mình đi quay lại ấy, lại không có rượu, có rượu. Trời ơi, các bạn nhìn thế này thôi, nhưng mà có rượu đây. Xong rồi, nhưng mà bị cái là hôm chủ nhật đi quay lại cái cảnh này, bị bắt uống nhiều vãi, say vãi liền. Trong khi trước đấy là mình, à không phải say mà là kiểu, nó kiểu hơi mệt mệt thôi. Tại vì hôm trước hôm đấy nhá, là mình ngủ ít này, xong rồi chưa ăn gì này, xong đã phải uống rượu rồi. Ui, nhưng mà thôi không sao các bạn ạ, MV thành công là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Còn mình thì sao cũng được. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay.
Bên môi em thì tô lên thanh son Tom Ford. Trên vai anh thì bay ra hương thơm comfort. Đưa em đi chơi phải xe Raptor 4. Nhưng mẹ anh sang đây bằng đôi chân âu lo. Anh thì đi cày từ sáng cho đến tối, chẳng có lúc lo nghĩ mà dành chơi. Em thì đi quậy từ tối cho đến sáng, em phải như vậy để cho đâu thanh hơi. Anh không làm thì thân anh đấy, Quang nhảy thật đấy, đéo đùa. Được uống rượu free lại chẳng thích quá lại còn mặt cười. Không, mình đã bảo là mình có bợm rượu đến mức đấy đâu. Mình chỉ thích đi uống cùng anh em các thứ thôi, chứ mình có bợm kiểu thích uống rượu đâu. Trời ơi. Meanwhile, đấy là 5 rưỡi mà tôi đến đấy rồi. À đâu, 6 giờ mà tôi, sáng sớm 6 giờ mà tôi đến đấy. Tôi quay cảnh này này. Là thằng Nhím lúc đấy là nó mới ngủ dậy, nó chưa ăn cái gì cả. Chưa ăn cái gì nha các bạn nhá. Nhưng mà mỗi lần đóng cái cảnh này này, mỗi lần ấy là phải uống hết nửa cái ly rượu này. Nhưng mà rượu vang thật đấy các bạn, không phải rượu vang fake đâu nhá, không phải coca hay là nước ngọt hay là sting đâu, mà đây là rượu vang thật đấy, lấy từ chai luôn này, đổ vào đây này. Mà hôm đấy thằng Nhím nó phải quay khoảng cái quay mỗi cái đúp này không, nó phải quay khoảng mười mấy đúp. Mà mỗi một đúp là nó phải uống nửa cái ly rượu này. Thì các bạn biết rồi đấy. Thì là đến lúc xong cái đúp này là cái chai rượu này nó gần hết. Đây các bạn nhìn thấy cái chai rượu vang thấy không? Chai rượu đấy nó gần hết luôn. Nhưng mà đạo diễn bảo là em không cần phải uống thật đâu. Em chỉ cần mấp mấp môi và là được rồi. Không cần phải uống hết. Nhưng mà không, đam mê nó khác các bạn ơi. Nhấp là nhấp thế nào, đã cầm chén rượu lên là chỉ có hết mà thôi. Thế là gần hết chai rượu đấy các bạn ạ. Nhấp là nhấp thế nào, không nhấp được. Không bao giờ nhấp được. Nuôi, anh đi làm từ năm anh 20. Em không cần làm vì thân em trai nuôi. Em chỉ cần cho đêm nay. Ui, lại bảo không chắc đấy. Chót vai ra. Nhưng mà thực ra trước cái cảnh này này, còn một cái cảnh mình đập bàn, xong mình đứng lên kiểu bỏ đi ấy. Cảnh đấy ngầu vãi ra mà chả sao không thêm vào nhở. Mình chỉ sợ các bạn xem các bạn không hiểu ý thôi. Còn có cảnh đập bàn cơ, cảnh đập bàn xong rồi kiểu bỏ đi ấy, như kiểu phũ với người ta ấy. Em chỉ cần cho đêm nay em bên ai thôi, anh không làm thì thân anh. Trông kiểu bad boy phết nhỉ các bạn nhở, trông kiểu bỏ đi ngầu vãi đái. Như anh chú ấy, cho anh tưởng một người vãi đái. Em chỉ cần cho đêm nay em bên ai thôi, anh không làm thì thân anh ai nuôi. Anh không làm em trai nuôi, em chỉ cần cho sorry anh em nhá. Replay đoạn này hơi nhiều tại vì ở trong MV có mỗi đoạn này mình được xuất hiện thôi. Đêm nay em bên ai thôi, anh không làm thì thân anh ai nuôi. Anh đi làm từ năm anh 20. Đây là bạn nữ này khóc thật đấy các bạn ạ. Đúng kiểu diễn viên có khác. Đéo hiểu sao bạn khóc được như này luôn. Thề. Kinh đéo chịu được. Nhà có nhận bạn nữ này xinh. Bạn nữ này xinh. Bằng tuổi mình luôn, cũng là 97, cho nên chắc là cùng 97 cho nên là nói chuyện hợp nhau lắm. Là kiểu lúc mà bọn mình phối hợp các thứ ấy, ui như là một cặp đôi yêu nhau thật ấy. Đấy, chỉ tiếc mỗi cái là mình phải bỏ bạn ấy trong MV thôi. Chứ không nhá, mình với bạn ý mà đóng hai cái vai diễn mà kiểu gọi là kiểu hòa quyện vào nhau ấy, đấy yêu nhau ấy là khéo có khi là nó kéo dài đến tận ngoài đời luôn. Không đùa. Hòa quyện vào nhau ấy, đấy yêu nhau ấy là khéo có khi là nó kéo dài đến tận ngoài đời luôn. Không đùa. Nhưng mà tiếc là trong MV mình lại phải bỏ bạn ý rồi. Thế là cuối cùng bạn dỗ mình thật. Thế là cuối cùng bọn mình cũng chả nói chuyện gì với nhau ngoài đời cả. Em không cần làm gì hơn em trai nuôi. Em chỉ cần cho đêm nay em bên ai thôi. Baby, baby, ai gọi em kìa. Daddy, daddy, đang gọi em. Daddy, daddy, try daddy à. Em còn lo gì. Daddy, daddy, em còn lo gì. Em cứ việc rời đi thoải mái, không cần lo chi. Em với người tình đang ân ái trên story. Em khiến cuộc đời anh ngang trái, suy lại thêm suy. Vì em chỉ muốn nhận lại mà không thể cho đi. Hey.
không, cái đoạn này này, cái đoạn quay này này, đấy là mình đang ở bên trong này này, đấy mình đang định ngó đầu ra kiểu cái ô cửa này này, đấy để xem là kiểu nó có bị lỗi trong MV không. Thực ra nếu mà mình nghĩ nếu mà có một cái lỗi thì trong MV nó cũng kiểu vui vui mà, nó cũng thú vị mà đúng không? Mà thôi sợ bị đánh mãi đái là thôi mình không ngó ra các bạn ạ. Tại vì mình biết là cái cảnh của mình nó bị ít ấy, cho nên là cũng phải thỉnh thoảng kiểu tranh thủ thêm vào được cảnh nào thì thêm chứ. Nhưng mà thôi sợ bị ekip làm cái MV đánh lắm, thế là mình quyết định mình không làm nữa. Thế là mình chỉ đứng tầng 2 nhìn xuống thôi. Bạn thôi thấy anh em ấy, cả bốn anh em mang hết kiểu nhạc cụ lên xe thôi, nhảy nhảy các thứ, xe rung rung lắc lắc, vui vẻ lên đây này. Nha phải cho mình vào ngồi kiểu cười cười ngoáy ngoáy trong anh được mà nhở. Đoạn này chỉ là đoạn outro thôi mà. Đấy cho mình ngồi ngồi ở đây thôi. Sao mình ngồi ngồi ngoài 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 lắc lắc thôi cũng được mà, đúng không? Cái kiểu con ghẻ ấy, thề. Như kiểu con ghẻ ấy, thề. Không nhờ bài này hay, bài này chill mà các bạn.